Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 năm Mạng. Nhìn chung, người tuổi Tuất tâm địa tốt, lương thiện, một lòng một dạ hết lòng về công việc. Ở họ luôn có sự kiên định và có dũng khí lao lên phía trước, dù là mục tiêu có là lớn lao hay nhỏ bé. Họ cũng sống rất nhiệt tình và trung thành với nó. Mang những đặc điểm tính cách của một người tuổi Tuất như vậy, thì liệu tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ có vận trình cuộc sống ra sao? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây về tử vi năm mạng của bản mệnh sinh năm 1970 Canh Tuất. Gia chủ nam mạng Canh Tuất sinh năm 1970, có cung mệnh thuộc cung Ly, trực thâu, mạng thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế phú quý, xương con chó, tướng tinh con cáo, ông quan đế độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nam mạng Canh Tuất sinh năm 1970 thông qua bài thơ sau. Canh Tuất, cung Ly số này, mạng phần khó dưỡng lúc còn tuổi thơ, thuận sinh thì đặng mùa thu, mùa hạ hỏa khắc như cua gãy càng. Đông xuân cũng lỗi số sinh, người thì vất vả, gặp điều chẳng may. Sớm ra có bệnh chẳng an, trong mình yếu đuối hoặc là tật chi. Nhân duyên chắc trở bùi đầu, không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba. Tiền vận cực khổ lao đao, trở về hậu vận mới an gia đình. Tu nhân tích đức thì may, trời ban phước lộc tiền tài thiếu chi. Tổng quan, thời thơ ấu gặp phải nhiều chuyện khó khăn, nhưng càng trưởng thành, cuộc sống lại càng ổn định, an nhàn. Trong cuộc đời gặp nhiều may mắn thuận lợi, đặc biệt về đường công danh sự nghiệp. Nam mạng tuổi Canh Tuất, sống lương thiện, tốt bụng, bởi vậy về già được hưởng phúc lộc trời cho. Người tuổi này đa số được hưởng thọ lâu dài trong khoảng 75 đến 90 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn sẽ gặp nhiều may mắn, được trời phú cho sức khỏe, thể chất tốt, cả đời không lo bệnh tật. Ngược lại, nếu sống không ngay thẳng, nói lời dối trá, làm hại người khác, về già sẽ phải gánh chịu cuộc sống cô độc, đau khổ. Để tăng cường vận may trong cuộc sống, giúp gia chủ luôn được khỏe mạnh tấn tới, bình an vô sự, bản mệnh hãy luôn giữ cho riêng mình pháp khí chiêu nạp tài phúc hàng đầu của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt lồng ghép vào như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp vua quan tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự đại minh chú. Om Mani Padme Hum là câu chuyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn và cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen, chính là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt thì mọi việc, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Tình duyên,
tháng sinh sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định con đường tình duyên của tuổi Canh Tuất. Những người tuổi này sinh vào tháng 5, 6, 9 âm phải trải qua 3 lần thay đổi tình cảm mới có thể tìm thấy cho mình ý trung nhân. Sinh vào các tháng 1, 2, 10, 11, 12 âm lịch sẽ thuận lợi hơn, tuy nhiên tình duyên cũng có sự thay đổi tới 2 lần. Còn sinh vào các tháng 3, 4 và 8 âm lịch sẽ gặp nhiều may mắn, hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Gia đạo công danh, gia đình hòa thuận, êm ấm, văn minh, có nhiều truyền thống tốt đẹp. Tuổi Canh Tuất từ nhỏ đã thông minh sắc sảo hơn người, học vấn cao rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực. Khi trưởng thành, có nhiều cơ hội để khẳng định và phát triển bản thân. Nếu cố gắng kiên trì xây dựng sẽ được sự nghiệp vững chắc, ổn định, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không lo thiếu thốn. Càng về già càng được hưởng phúc lộc, sống an nhàn, vui vẻ và hạnh phúc. Tuổi hợp làm ăn. Tuổi Canh Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, làm việc chăm chỉ, cần cù. Nếu muốn công việc làm ăn thuận lợi phát triển hơn, nam mạng Canh Tuất nên hợp tác làm ăn với những người có tuổi Kỷ Mùi, Bính Thìn và Canh Tuất. Ngoài ra, việc đeo thêm vòng tam hợp theo tuổi cũng sẽ giúp cho bản mệnh chiêu đón quý nhân và những mối quan hệ chất lượng. Cụ thể, với nam Canh Tuất sinh năm 1970 nên sử dụng vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên mã não này còn có khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp. Chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân mình. Lựa chọn vợ chồng, chọn tuổi để kết duyên cũng là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự hòa hợp trong mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một yếu tố ở khía cạnh nào đó mà thôi. Quan trọng để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn xuất phát từ thái độ yêu của bản thân mỗi người. Tuổi Canh Tuất sẽ có đời sống tình cảm phong phú, thuận lợi nếu như kết duyên với tuổi Bính Thìn, Đinh Mùi, Canh Tuất và Kỷ Mùi. Kết duyên với tuổi Ất Mão, Kỷ Dậu, Ất Tỵ, Tân Dậu, nam mạng tuổi Canh Tuất sẽ có cuộc sống an nhàn, ổn định và hòa thuận. Tuổi Canh Tuất kết duyên với tuổi Tân Hợi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Nhâm Tý sẽ không mấy hòa hợp, cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, nhường nhịn mới có cuộc sống hôn nhân dài lâu. Trong cuộc đời, ở độ tuổi 20, 26, 32, 38, 44 và 50, nam mạng Canh Tuất thường kém may mắn, bởi vậy không nên tiến hành những chuyện quan trọng như ăn hỏi cưới xin ở thời gian này. Những người sinh vào tháng 1, 2, 6, 9, 12 âm lịch, khéo léo, giỏi giao tiếp, được mọi người yêu quý và có số đào hoa. Tuổi Đại Kỵ. Trong cuộc đời, lựa chọn tuổi kết hôn, tuổi làm ăn rất quan trọng. Điều đó có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tài lộc, con đường thành công và cuộc sống sau này của mỗi người. Những người tuổi Canh Tuất nên tránh những tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý và Đinh Sửu, Mậu Ngọ. Bởi đây là những tuổi xung khắc, nếu kết hợp sẽ gây đến tai họa cho cả hai bên. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Trong làm ăn, thành công phần lớn quyết định ở tính cách, khả năng của từng người, nhưng yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Bởi vậy, lựa chọn xuất hành, khởi đầu cho một công việc, dự án nào đó là điều rất cần thiết. Nếu xuất hành vào giờ tốt, công việc làm ăn càng thêm thuận lợi, mọi việc như ý, trăm trận, trăm thắng. Ngược lại, nếu xuất hành vào giờ xấu thì dù rất cố gắng, chăm chỉ, nhưng kết quả thường không như ý muốn. Những người tuổi Canh Tuất muốn làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, phát triển nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, nam mạng tuổi Canh Tuất vào năm 20 tuổi có nhiều biến động về mặt tình cảm, thường lo âu buồn phiền vì đường tình duyên không được như ý. Năm 21-22 tuổi mọi việc được thuận lợi hơn, gặp được ý trung nhân của cuộc đời, công việc làm ăn bước đầu phát triển, đi lên. Năm 23 và 24 tuổi được hưởng tài lộc của ông bà tổ tiên để lại, sự nghiệp ngày càng vững mạnh và ổn định. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, những năm này tuổi Canh Tuất thường gặp ít may mắn, bởi vậy làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, không nên đầu tư quá lớn vào lĩnh vực chưa am hiểu, chắc chắn, nếu không sẽ thua lỗ. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi muốn công việc thuận lợi hơn thì chỉ cần phải biết nhường nhịn. Tuy công việc gặp chút khó khăn rắc rối, nhưng có đường tình duyên thuận lợi, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Từ năm 32-33 tuổi, gặp phải một số vấn đề về sức khỏe, không quá nguy hiểm, nhưng cũng không nên chủ quan, coi thường bệnh tật. Đến năm 34-35 tuổi, khó khăn đã đi qua, đây chính là thời điểm thích hợp để Canh Tuất mở rộng quy mô làm ăn của mình.
từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Trong quãng thời gian này, cuộc sống của nam mạng sinh năm 1970 nhìn chung không có biến động nào xấu, công việc tiến triển ổn định, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi vận mệnh tài lộc khá tốt nên xây dựng mối quan hệ hợp tác làm ăn. Năm 42-43 tuổi cần chú ý những biến cố về sức khỏe, không nên đi lại đường xa nếu không cần thiết. Đến năm 44 tuổi, công việc được như ý, làm chuyện gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi cần chú trọng tập trung hơn vào công việc, đề phòng có kẻ xấu hãm hại, công việc bị sa sút. Từ năm 51 tuổi đến năm 56 tuổi, những khó khăn gian khổ của tuổi trẻ đã qua đi, cuộc sống sự nghiệp dần ổn định, vững chắc, gia đình ấm êm, hòa thuận, con cái thành đạt, vợ chồng thủy chung son sắt. Từ năm 57 tuổi đến năm 60 tuổi, cuộc sống an nhàn, sung sướng, đầy đủ, nhưng không nên chủ quan về tình hình sức khỏe. Nếu có bệnh tật, cần phải chữa trị tận gốc, đề phòng những biến chứng về sau này. Gia đình đông vui, con đàn cháu đống sum vầy, quây quần bên nhau. Thưa quý vị, phần luận giải tử vi nam mạng canh tuất 1970 về vận hạn tình duyên gia đạo sự nghiệp. Thay vì phải đến các thầy xem phong thủy tử vi, quý vị gia chủ sinh năm 1970 nam mạng, chúng ta có thể đọc phân tích luận giải tử vi của chúng tôi trên kênh. Mọi luận giải trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát. Chúng tôi đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ giúp cho quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay là khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau.